Nguyên Lê trân trọng kính chào quý khán thính giả đài truyền hình Đất Việt. Kính thưa quý vị, người Việt có mặt ở tại Hoa Kỳ đến nay đã 42 năm. Nhiều người Việt đã thành đạt trên các phương diện kinh tế, văn hóa, chính trị, vân vân. Chúng ta đã có những người Việt rất là thành đạt. Trong đó có những người dân cử, người Việt gốc Việt của chúng ta có một sự kiện mà gần đây cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, không riêng tại Cali mà có thể nói là toàn quốc, và thậm chí rằng kể cả những nơi mà có cộng đồng người Việt Cộng sản, đều biết chuyện và đều cảm thấy phẫn nộ. Đó là Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn trong kỳ họp ngày 12 tháng 3 2017 tại sàn Thượng viện của tiểu bang California. Trong lúc Thượng viện viên danh ông cố Thượng nghị sĩ Tom Hayden, thì bà đã cố gắng không có bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhưng ngày 12 tháng 3, trong một cái phiên họp thì bà đã nói lên vấn đề là bà không đồng ý cái vấn đề bình danh, vì ông này là một người phản chiến, đã góp phần bức tử Việt Nam Cộng Hòa. Và thưa quý vị, cái quyền phát biểu của một thượng nghị sĩ đại diện cho cư dân người Mỹ gốc Việt đã bị bịt miệng bằng hình thức Thượng viện đã cúp mic, và tệ hơn là đã mời bà ra khỏi sàn Thượng viện của cái ngày 12 tháng 3 2017. Sau sự việc đó thì thưa quý vị, cộng đồng Nam Bắc Cali và các thành phố phụ cận, hàng năm 600 người đã kéo đến tiểu bang California để bày tỏ cái sự ủng hộ cái việc mà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã nói lên cái sự thật của chiến tranh Việt Nam, cũng giống như phản đối, phản ứng với những người thân cộng phản chiến đã bức tử Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, trong cái ngày hôm đó là cái ngày thứ 2, 6 tây tháng 3, 2017, thì những người tôi đây tôi muốn nói là ông chủ tịch Thượng viện, ông Kevin DeLeon, đã có nói trước những cái người cư dân, cũng như nhiều trước cái ống kính truyền hình, nói rằng sẽ xin lỗi thượng nghị sĩ Janet Nguyễn vào ngày thứ năm, 9 tây tháng 3, 2017. Tuy nhiên, thưa quý vị, một cái điều rất đáng buồn rằng sự việc đã xảy ra trong cái vấn đề là vi phạm vào cái tuyên chiến án số 1. Vậy mà ông lại play game, lại không có cái vấn đề xin lỗi, và thậm chí rằng còn có những cái câu nói mà có thể nói rằng chúng tôi có lẽ là mời quý vị nghe kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ là đại diện cho thượng nghị sĩ Janet Nguyễn sẽ trình bày đến quý vị. Hôm nay chúng tôi hân hạnh mời được kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ. Vâng, anh Nghĩa Lữ chào kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ, và kính anh mời anh gửi lời chào quý khán giả đài truyền hình Việt, và thưa anh có thể trình bày sự việc đã diễn tiến trong những ngày gần đây như thế nào thưa anh? Dạ vâng, trước hết là cảm ơn phóng viên Nghĩa Lữ của đài truyền hình Đất Việt. Thứ nữa là cảm ơn quý đồng hương đang theo dõi của đài. Chúng tôi phải nói là hôm nay được cái vinh dự là được bên đài truyền hình Đất Việt đã mời đến để có một cái sự tường trình tương đối đầy đủ hơn cho cái sinh hoạt của cái nghị trường vừa rồi, từ cái ngày thứ hai ngày 6 tháng 3 và sau đó là ngày thứ năm ngày 9 tháng 3. Cái lý do của ngày 6 tháng 3 là sau khi sự kiện xảy ra hôm thứ năm 23 tháng 2 là cái ngày mà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã bị bịt miệng, đã bị lôi ra khỏi phòng họp do cái lệnh của ông chủ tọa phiên họp hôm đó là ông thượng nghị sĩ Ricardo Lara, và ông Bill Mornin là lãnh tụ của khối đa số thượng viện và nhóm dân chủ. Thì khi mà cái sự việc xảy ra đó là bà, vì sao bà bị như thế, bị bịt miệng như thế, bị lôi kéo ra như thế, là bởi vì bà phát biểu về một ông cố thượng nghị sĩ, tức là ông Tom Hayden, ông này đã mất rồi, nhưng ông này là chồng cũ của bà Rand Fonda. Thì ông là cái người mà phản chiến, đã cổ vũ cái phong trào mà phản đối chiến tranh tại Việt Nam, và ông đã cùng với Rand Fonda đã về tới Hà Nội để ủng hộ cho cái chế độ cộng sản. Thì đó là lý do mà bà phát biểu ngày thứ năm 23 tháng 2.
Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ lại trước đó nữa là ngày thứ hai, thứ ba, trước đó hai ngày là ngày 21 đó, thì Thượng viện Cali đã vinh danh ông Tom Hennen này, vì ông là người theo Thượng viện, là người có đóng góp với cái tiến trình của đi lên của cái tiểu bang California này. Thượng nghị sĩ Giang Đức Nguyện dự tính sẽ phải phát biểu ngay trong cái buổi vinh danh đó. Tuy nhiên, vì sự kiện là đang thấy gia đình của ông Tom Hennen này trước cái sự có mặt của họ, cho nên vì lòng tôn trọng, bà không phát biểu để mà phản đối những hành vi của ông, phản đối quan điểm lập trường của ông và đưa ra một cái cách nhìn mới về cái cách nhìn về lịch sử Việt Nam, nhất là cách nhìn về chiến tranh Việt Nam. Bà bỏ đi ra ngoài, bà không tham dự cái buổi đó, nhưng mà bà dự định sẽ phát biểu sau đó. Bà đã gửi cái lời dự kiến của bà đối với ông chủ tịch Thượng viện, đúng hơn là ông thường vụ Thượng viện, ông Kevin DeLeo. Thì hôm sau đó, tức là thứ tư đó, trước ngày thứ năm một ngày, thì phía của bên ông văn phòng của ông Kevin DeLeo đó, ông chánh văn phòng là ông David, ông Dan David, ông đã gửi một cái email qua, nhưng mà giống như là khuyến cáo hầu như là đe dọa là không đồng ý để cho bà phát biểu. Thế nhưng bà vẫn phát biểu. Họ muốn đe dọa là bởi vì họ cho rằng cái việc mà bà phát biểu là không đúng, bởi vì dù sao nữa ông đã chết rồi, và họ đưa ra lý do. Nhưng bởi vì Thượng nghị sĩ Giang Nguyện là một vị đại diện, không chỉ là một thượng nghị sĩ đại diện cho cư dân của địa hạt bà, mà bà còn là người Việt, người Mỹ gốc Việt, đại diện cho cộng đồng người Việt chúng ta trên cả cái Hoa Kỳ này và trên khắp thế giới nữa, để nói lên cái quan điểm, cách nhìn nhận của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những người đã hy sinh, nhất là 58 quân sĩ của Hoa Kỳ đã chết vì cuộc chiến. Thì cái việc bà phải phản đối lại, mặc dù bà cho rằng để đưa cho các cái thượng nghị sĩ ở tại Cali có một cách nhìn mới về cái quan điểm về chiến tranh Việt Nam. Thì khi mà bà bị ông Bill Mornin, là ông thượng nghị sĩ làm tù của khối đa số dân chủ đó, ông kết hợp với ông Ricardo Lara để không cho bà nói, để shut up cái micro của bà. Và sau đó bà vẫn tiếp tục nói. Phải nói rằng dù khi bị shut up cái micro, bà vẫn tiếp tục nói, bà vẫn mạnh liệt nói, bà vẫn can đảm và bạo lực để nói tất cả những cái điều bà muốn nói. Thì liền sau đó thì ông Ricardo đã lệnh cho hai cảnh sát của Thượng viện đó mời bà ra, kéo bà ra ngoài. Thật sự khi bị lôi kéo ra ngoài, bà vẫn tiếp tục quay lại để nói cho hết, đúng hơn là bà đọc cho hết cái bài phát biểu. Thì đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ sự bạo lực, sự gan dạ, sự can đảm của bà trước một cái sự áp lực mà trong một cái sự tự do dân chủ mà bà bị bình miễn thế. Thì phần nổ trước những cái hành động đó, cộng đồng người Việt chúng ta Nam Bắc Cali đều tập trung tại địa đình của Thượng viện và kéo vào để phản đối, để biểu tình. Chúng tôi thấy một hình ảnh đáng ghi nhận rằng là mang tính lịch sử. Ở điểm là ngày thứ hai đó, ngày 6 tháng 3 đó, hơn 500 người từ kéo về từ các miền Nam Bắc, thậm chí các thành phố phụ cận, từ San Fran, từ Oakland, từ Fremont, xa hơn nữa như Fresno, Stockton, Sacramento, nhiều và nhiều cái cộng đồng, đặc biệt là kể cả những hội đoàn. Chúng tôi ghi nhận có một hội đoàn của những cựu chiến binh tham chiến tại Việt Nam, tức là cựu chiến binh Hoa Kỳ đó. Veteran. Yeah. Họ đều có đến đó. Thì hôm đó đó, chúng ta làm ba cái việc. Cái việc thứ nhất là chúng ta biểu tình ở phía ngoài. Cái phần thứ hai đó là chúng ta vào mỗi cái văn phòng của ba vị thượng nghị sĩ đó. Mỗi phái đoàn chúng ta chia làm ba nhóm để đi vào ba nơi. Để trình cái gì? Để trình cái kháng cự, để phản đối cái hành động của ba ông này. Và sau đó chúng ta, cái bước thứ ba là chúng ta tập hợp lại dọc hai bên cái hành lang. Một là đi vào cửa phụ của hội trường, hai là đi vào cửa chính hội trường. Đây làm gì? Bởi vì Thượng viện sẽ họp phiên họp đầu tuần đó vào lúc 2 giờ chiều. Thì họ tập trung đó để họ biểu tỏ, để phản ngón bằng im lặng, bằng cách là bịt miệng hết. Điều đó chứng tỏ rằng là họ muốn nói lên cái hình ảnh Thượng viện đã bịt miệng cái cộng đồng, bịt miệng thượng sĩ chúng ta. Do vậy chúng tôi xin thưa là cái bước đầu tiên là ngày đó chúng ta đã làm ba cái việc đó rất là thành công. Thì ông Kevin DeLeon, ông gặp gỡ cộng đồng ở phía ngoài, gặp gỡ báo chí phía ngoài, ông đã hứa ông sẽ xin lỗi
Thượng nghị sĩ Giang Đình Nguyệt và cộng đồng ngay tại sân Thượng viện hôm ấy, tức là hôm thứ hai. Thế nhưng ông Tiệm Cận trì hoãn, và ông đã đưa vào cái agenda, cái nghị trình hôm đó một cái tiết mục mà không nhận ăn nhầm gì với cái hôm đó không có trong chương trình, đó là cái tiết mục di trú. Ông mục đích là kéo dài cái thời gian đó, mất hết gần hơn nửa tiếng hồ, để ông làm cho cộng đồng, những người ở xa đó, họ không thể chờ đợi lâu được, họ phải bỏ về, họ không thể được, và nán lại, cho đến phút chót thì ông vẫn không xin lỗi. Thì khi ông ra ngoài là bị ngay các cái cộng đồng người Việt ở phía ngoài, đồng hương, cũng như là nhất là về báo chí, họ thắc mắc là sẽ không cho ông. Ông nói là ông hứa ông sẽ xin lỗi, nhưng mà ông đã không xin lỗi. Thưa quý vị, ngày thứ năm ông hứa, cái ngày thứ hai ông đã không làm, và khi bị chất vấn ông nói là ngày thứ năm, tức là ngày 9 tây tháng 3 ông sẽ đưa cái vấn đề này ra ngoài sân Thượng viện. Vấn đề đó như thế nào trong ngày thứ năm, chúng tôi mời quý vị giữ cái làn sóng để mà theo dõi những quảng cáo của đài, và chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình, và kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ cũng sẽ nói chúng ta những điều mà cộng đồng người Việt của chúng ta cần làm để không thể nào xảy ra một tình trạng mà tiếng người Việt của chúng ta không có tiếng nói ở Quốc hội Hoa Kỳ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tiếp tục với phần 2 của buổi nói chuyện với kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ, đại diện cho thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn. Thưa anh có thể tiếp tục rằng đến ngày thứ năm thì những điều gì đã xảy ra, và anh có thể trình bày luôn rằng cộng đồng của chúng ta Nam Bắc Cali cũng giống như các nơi sẽ cần phải làm những cái điều gì để chúng ta lấy lại cái sự công bằng và cái tiếng nói phải được tôn trọng của những người dân cử, người Mỹ gốc Việt. Thưa anh. Dạ vâng, chúng tôi xin cảm ơn cái câu hỏi của phóng viên Nguyễn Lực đặt ra, cũng như là chúng tôi cũng xin để trình bày thêm cho quý đồng hương biết rõ hơn cái ngày thứ năm như thế nào là phần 2 đó. Nhưng mà để trước khi nói cái đề thì chúng tôi xin nhắc lại một chút là ngày thứ hai đó, ông Kiều Văn Đình Long, khi ông ra ngoài, sau khi họ ra ngoài, ông bị một số phóng viên hỏi đặt vấn đề tại sao ông xin lỗi tại Thượng viện, tại sao Thượng viện như ông đã hứa. Thì ông trả lời rằng là ông sẽ xin lỗi bây giờ, ông xin lỗi bây giờ, ông mời Thượng nghị sĩ tới. Thì lúc đó Thượng nghị sĩ Giang Đình Nguyệt vừa đi ra, bà bỏ đi luôn. Bà không đứng với ông nữa, bởi vì bà rất là bất mãn trước cái thái độ ông không giữ lời hứa. Nhưng mà cái chuyện ông không giữ lời hứa ngày thứ hai, rồi ông cũng tiếp tục, ông hứa tiếp là ông sẽ thứ năm ông sẽ xin lỗi trước sàn Thượng viện, không chỉ với cộng thượng nghị sĩ mà với cả cộng đồng. Chúng ta thấy ngày thứ năm thì mặc dù ngày thứ năm không có biểu tình, nhưng mà cộng đồng ở phía Nam Cali cũng như cộng đồng ở Bắc Cali và một số cộng đồng khác như Sacto, họ đều mong muốn để nghe chính thức cái lời xin lỗi của ông, cho nên họ cần sự chứng kiến đó, cho nên họ cũng kéo nhau về. Nam Cali đi hơn một xe bus với một số đại diện các vị lãnh đạo của hội đoàn, đoàn thể ở dưới đó. Như chúng tôi thấy, như kỹ sư Phát Bùi về bên cộng đồng Nam Cali, ông Phan Kỳ Nhân, chủ tịch của Liên đó, ông Phạm Quốc Long và một số đại diện của các hội đoàn khác. Đặc biệt là rất nhiều giới truyền thông của Nam Cali lên. Chúng tôi thấy được, chúng tôi ghi nhận cái tinh thần của các cái báo giới ở dưới miền Nam Cali rất là phải nói là rất là có lọc. Họ tham dự đầy đủ. Tại Bắc Cali thì chúng ta cũng không đi một xe bus, chúng ta đi cũng gần như một xe bus, là đi 3-4 chiếc xe van. Mặc dù là được thông báo rất là ngắn gọn, nhưng chúng tôi phải khen ngợi là ông chủ tịch cộng đồng Phạm Hồ Sơn và anh Mai Khuyên là hai cái vị dẫn đầu đó, họ đã nhanh chóng để thông báo và mời gọi tất cả những đồng hương. Thì khi nghe tin đó, đồng hương đi rất là đông, mặc dù không phải biểu tình, chỉ đi để chứng kiến thôi. Nhưng mà một cái điểm son chúng ta ghi nhận là tại cộng đồng Sacramento, không chỉ họ tham dự trong cái việc chứng kiến cái ngày thứ năm đó, mà họ có ý mời, có nhà ý mời tất cả các cộng đồng bạn, tất cả những ai đi tham dự đến sau cái buổi chứng kiến đó thì sẽ về trụ sở cộng đồng để ăn một ăn trưa, đoàn kết tình cảm và để bàn bạc. Thì tôi thấy một ý kiến của cộng đồng Sắc Nô là đáng khen ngợi, đáng ghi nhận cái thiện chí và tâm lòng của họ. Thì chúng tôi xin trở lại với cái phần tài thường việc. Ngày mùng 9 thứ năm, lúc 9 giờ sáng, đồng hương đã nói đi từ lúc 12 giờ sáng, đi lúc 6 giờ sáng ở tại đây, họ lên đó trước khi vào. Thì thật sự mà nói đó, hôm đó chúng ta mới thấy được cái mặt, bộ mặt của ông Kevin DeLeon. Ông xấu hổ vô cùng, nhưng ông đã trạng lờ, ông phớt lờ. Ông không, khi đó ông không tránh gặp cộng đồng người Việt nữa.
Không phải như ngày thứ hai mà ông đưa tay khoác tay lên này, khoác tay lên nọ để chào mừng cộng đồng ở phía trên gallery trên lầu á, hoặc là gặp chúng tôi, ông cũng tỏ ý là thân thiện, vui vẻ, ông nói là gặp ở đâu rồi thế này thế nọ. Ông vậy cũng giống như kia rồi, chúng tôi cũng xin ghi nhận là cũng có một số nghĩa là vị dân cử khác không hiểu được cái tình hình đó mà đi vô tình là tạo cái điều kiện cho những cái cho ông này để bày tỏ cái, giống như là cộng đồng Việt Nam cũng thương mến, cũng quý ông lắm, cũng gần gũi ông lắm, ông cũng gần gũi với cộng đồng lắm, cho nên đưa lên những hình ảnh này, những hình ảnh khác trên Facebook, trên hoặc là những tuyên bố mà làm bất lợi cho cái cuộc đấu tranh hiện nay, là bởi vì chính ông muốn ve vuốt cộng đồng mình trước đây để ông lấy điểm với cái nhóm dân chủ của ông, nhóm đa số đó là ông vẫn được cộng đồng người Việt yêu thương, nhưng thật sự không phải. Bởi vì ngay chính ngày thứ năm ông vẫn không xin lỗi, ông vẫn không xin lỗi chính thức, và thậm chí ông phải nói ông trơ cái mặt ra khi ông gặp chúng tôi, ông không còn có một thân thiện như trước nữa. Cái đặc biệt nữa là cuộc họp đó, tôi xin phép được nhắc lời anh, ngày thứ hai thì ông giơ tay ông chào và chính tôi cũng có chứng kiến hình ảnh đó, nhưng mà ngày thứ năm thì ông lại có vẻ là phớt lờ, nghĩa là không còn biết gì giao hết. Nhưng mà tôi thấy trên Facebook của một vị dân cử người Mỹ gốc Việt thì cũng có một cái hình ảnh mà anh gần gũi với những đồng hương, thì anh nghĩ sao về điều này? Cái chuyện này đó thì ngay buổi họp sau đó, khi mà tức là sau cái buổi họp tại thượng viện rồi về trở về với cộng đồng ở tại Sắc Tô đó, nhiều vị cũng lên tiếng chuyện này, và đặc biệt ngay cả thượng nghị sĩ Gia Nguyên cũng không vui về cái chuyện này, trong khi ông ta cố tình đánh lừa cộng đồng, gần gũi với cộng đồng những người địa phương khác, thì có thể đồng hương họ thì họ có thể nhầm lẫn, bởi vì khi thấy một cái vị dân cử nước ngoài về, nhất là một vị chủ tịch hay là một vị thường vụ của thượng viện đến thăm họ thì ai cũng vui vẻ. Nhưng mà chúng ta là nhiều dân cử thì chúng ta phải thấy được cái cuộc chiến như thế nào đang bị xảy ra, cái danh dự của cộng đồng của chúng ta đã lấy lại được chưa, vì danh dự của thường chúng ta đã lấy lại được chưa mà chúng ta lại tiếp tục cho họ. Dạ vâng, thì thưa anh, thì trong cái như vậy rõ ràng cái kết quả đến ngày hôm nay không phải là một lần mà đây là lần thứ ba rồi, người ta đã cố tình play game, người ta đã không cho thấy rằng cái chuyện mà ấy Trần Đức Nguyễn như vậy là xúc phạm không riêng người từ cái sĩ Trần Đức Nguyễn mà tới cộng đồng người Việt. Thì thưa anh, ở tại Sacramento đó là các cộng đồng đã họp với nhau bàn với kế hoạch như thế nào, anh có thể trình bày? Dạ vâng, chúng tôi nói tóm lại là cái tại thượng viện hôm đó phải nói là vì cái sự nghĩa là căng thẳng đó, cho nên chủ tọa của phiên họp hôm đó là bà thượng nghị sĩ Hannette Jackson đó, bà cho ngưng cuộc họp lại, bà để cho thời gian cho hai cái nhóm thượng viện, các cái thượng nghị sĩ của Cộng hòa và Dân chủ đi vào họp riêng, hội ý riêng. Thì sau cái buổi hội ý đó, khi ra ông Kevin Dillon vẫn im lặng, vẫn không nói gì. Đặc biệt lúc đó thì vì đại diện lãnh tụ của khối thiểu số thượng viện Cộng hòa đó, thì đúng ra là bà thượng nghị sĩ Jean Fuller, nhưng hôm đó bà văng mặt bà bệnh, thì ông thượng nghị sĩ này ông lại thay mặt để ông phát biểu. Ông có những cái tuyên bố rất là rõ ràng, và ví dụ như cụ thể là ông nói rằng cái việc bà thượng nghị sĩ Gia Nguyễn không vi phạm điều gì cả, bởi cái việc mà từ xưa nay từ trước nay không có một cái luật lệ nào trong cái quy luật về mà phát biểu tại nội điều lệ của thượng viện đó, sinh hoạt tại sảnh đường đó, thì không có cái việc mà cấm như vậy đó. Đây chỉ là một cái thói quen, một cái gọi là họ phát kiến ra như vậy thôi, không có một cái tiền lệ trước đó. Đó tạo ra một cái không có một thôi, và luật lệ cũng có cấm. Thì lúc đó ông vẫn không nói, cho đến buổi cuối họp ông không nói, thì cộng đồng chúng ta phải nói là rất là phẫn nộ trước cái thái độ phải nói là bồi tín thất hứa và trơ mặt của ông Kevin Dillon. Thì như vì có một cái tình cảm là cộng như chúng tôi đã thưa trước là cộng đồng Sắc Tô sau đó mời một bữa ăn, thì tất cả các cộng đồng bạn kéo về đó. Thì tại cái buổi ăn trưa đó, với trong tinh thần đoàn kết và quý mến lẫn nhau, thì các vị đại diện của các hội đoàn họ có một cái sáng kiến rất hay, họp nhau lại bàn bạc cái kế sách, cái kế hoạch mà chúng ta sẽ làm gì trong tương lai. Để thứ nhất là phải bảo vệ cái uy tín cộng đồng, chúng ta dĩ nhiên là chúng ta sẽ bảo vệ cái danh dự cho thượng nghị sĩ Gia Nguyễn, nhưng cái chính là bởi vì cộng đồng đã bị xúc phạm rất là mạnh mẽ. Cộng đồng lần này đã chứng kiến một cái sự phẫn nộ trước cái hành vi của ông Kevin Dillon này, cho nên chúng tôi đã họp bàn lại, và kết quả của buổi họp bàn là đưa đến một những cái nhận định như được kết quả như sau. Thứ nhất, sẽ ra một thông cáo chung về việc các cái cộng đồng của hai miền Nam Bắc, chứ không phải cộng đồng Nam Liên mà cộng đồng Bắc Liên, mà cộng đồng tất cả các cộng đồng thuộc hai miền này, và đặc biệt là kết hợp với các hội đoàn, đoàn thể, các tổ chức trên cả hải ngoại này, ra một cái thông cáo chung
nhận định cái gì, thì chúng tôi cũng xin thưa cái bảng thông quan chúng đã làm xong. Và trong đó có 3 điểm mà chúng tôi nhấn đến. Cái điểm thứ nhất là xác nhận là cái việc ông Kevin DeLong không xin lỗi, tức là ông xúc phạm đến cái cộng đồng người Việt chúng ta. Cái xác nhận thứ hai là bà chủ tòa cái phiên họp đó là bà thượng nghị sĩ Janet Jackson đó, bà xác nhận rằng là trong cái quy luật của thượng viện từ trước đây không có cái việc mà cấm thượng nghị sĩ như vậy. Và thứ ba, bà cũng tái xác nhận rằng sau khi sự trình bày của các thượng nghị sĩ rằng là cái việc mà bịt miệng lôi kéo bà thượng nghị sĩ ra người ra ngoài làm cái đó là một cái mới có bây giờ, và cái đó là một cái thói quen của hôm nay thôi, xảy ra thôi. Thì ba cái điều xác nhận đó, nhận định đó để chúng ta thấy rằng cái thông cáo chung chúng ta cần đưa ra, để thứ nhất là thông tri đến với đồng hương, thông tri đến các cộng đồng trên toàn thế giới này, không chỉ ở Hoa Kỳ mà về cái việc ngay tại Hoa Kỳ vẫn bị bịt miệng, vẫn bị mất quyền dân chủ phát biểu tự do ngôn luận, là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cũng mong muốn để làm gì, thứ nhất thông báo đến đồng hương, để đồng hương, để các cộng đồng chúng ta phải làm gì, chúng ta phải có những bước kế tiếp để làm sao mà bảo vệ quyền tính của cộng đồng. Chúng ta không thể chỉ có thể một cái cuộc biểu tình 500 người, chúng ta có thể có một cuộc biểu tình vài ngàn người, thì khi đó cộng đồng chúng ta mới có được sức mạnh, và họ sẽ được sức mạnh đó vào cái thời gian sau này, lúc mà chúng ta có một cuộc biểu tình rầm rộ như vậy, vài ba ngàn người, không chỉ ở tại Nam Bắc Cali mà có thể những tiểu bang khác kéo về hoặc gửi về. Đó là cái việc mà chúng ta sẽ làm trong vòng vài tuần tới. Nhưng mà trước mắt thì sau khi bạn thông cáo chung ra thì chúng tôi cũng đã có cái hội ý là đề nghị với đồng hương chúng ta sẽ cung cấp các cái địa chỉ email của ba vị thượng nghị sĩ đó, là ông Kevin DeLong, ông thường vụ của thượng viện, thứ hai là ông Ricardo Lara, là ông chủ tòa của phiên họp ngày hôm đó, ngày thứ năm 23 tháng 2, thứ ba là ông Bill Mornin, ông này là lãnh tụ đa số của khối thượng viện dân chủ, thì gửi thư phản đối, không cần vị ai, chỉ cần là tôi phản đối ông về cái việc bịt miệng, về cái việc không tôn trọng cộng đồng, chỉ có chừng đó thôi. Khi mà các email đó tràn ngập thì họ mới thấy được cái giá trị và cái sức mạnh của cộng đồng, khi đó họ phải có trả lời, họ phải có một cái suy nghĩ để họ có phải có những hành động thích ứng. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là những cái việc mà trong 1-2 tuần lễ tới nữa chúng ta sẽ thấy rằng chắc chắn để bảo vệ cái uy tín, cái danh dự, cũng giống như cái tiếng nói mà các vị dân cư ở đây vẫn nói, cái sự đóng góp của đồng người Việt đã tạo nên một cái sắc thái rất là tốt đẹp cho nước Mỹ, thì chúng ta cần rất là làm nhiều chuyện. Và đặc biệt trong vấn đề này, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải làm mạnh mẽ để chấm dứt cái tình trạng là tiếng nói của đồng người Việt chúng ta không có được tôn trọng. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều, và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất nếu có. Vâng, kính trân trọng kính chào quý vị. Mời anh Thọ gửi lời chào mọi người. Dạ vâng, trước hết chúng cảm ơn Phong Nguyên Sự đã dành cho buổi phỏng vấn hôm nay, và cảm ơn quý đồng hương của chương trình Net Việt đã lắng nghe theo dõi cái buổi hội thoại này.